Nam mô A Di Đà Phật.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tham văn giờ đề đẳng phạm kế độ chúng sanh văn đề đẳng về trái lớn niệm phật niệm phật niệm phật xa lời phật giờ văn đề tự kiều tiền đề thôi bao giờ sanh sở di đà a di phật quần đồ bó tham an cao xa lời phật kế văn quần đồ thượng bó an cao chỉ nhân a huân đồ tiền đề điều trái đi an đi là vật dụng nên mà làm tiền đồ tiền mà sợ là xa đời vật bị vật quân đồ bị phong xì đâm chữ bao mang đó đâm bao mà mong xuân đi yêu làm đi nhân ta thêm chúng nhà con tới cầu ta vắng đi ân ra tự nhiên cái sanh niệm và niệm và niệm thanh chỉ tâm xa đời vật kế vật quân đồ đâu như thế công kinh chẳng nghiêm xa lời Phật tướng như lý Phật ngã vô hiệu A Di Đà xa lời Phật biết